Chấn động, sự thật tuyệt vời. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở, đón vận may bất ngờ. Làm đâu chúng đó, chúng số liên tiếp, tiền bạc ào ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Kính thưa quý anh chị, tuổi Canh Thân sinh năm 1980 thân mến, có lẽ mỗi chúng ta khi sống trong cuộc đời này đều hiểu rằng, cuộc sống là những chuỗi ngày khó khăn, vất vả, bôn ba, buồn vui nối tiếp nhau, và nhiều người than thở với tôi rằng họ khổ từ trong trứng khổ ra, sinh sống ở đáy xã hội chưa kịp làm gì đã phải gồng gánh cả một đống nợ, trả mãi không hết. Đã thế ra ngoài xã hội còn bị lừa gạt, bóc lột, hãm hại, con cái thì bần hàn, cãi vã ly tán, nhìn bạn bè trang lứa người ta vẫn may mắn, ăn nên làm ra, cuộc sống hòa thuận, vui vẻ, mà mình 45 năm cuộc đời vẫn long đong lận đận, lại thấy tủi hổ, xót xa trong lòng. Nhưng anh chị có biết hay không, người xưa có câu nói rằng, không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khó ba đời. Mới đây giới tử vi hé lộ tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Trước đây đã kinh qua vô số khổ nạn, nhưng nhờ chịu khó và sống lương thiện, mà mát có được 7 dấu hiệu được Phật trời che chở hộ trì. Thần tài chiếu cố nồng hậu, mà đổi vận giàu to, ăn nên làm ra, khiến cả họ được nhờ, khiến những kẻ khinh miệt mình xưa cũ phải lóa mắt ghen tị. Vậy, vận trình của tuổi Canh Thân khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì sẽ ra sao? May mắn đến với bạn là gì và những điểm hung bạn cần tránh là gì? Và đặc biệt có một điều mà chắc chắn phải làm trong tháng này, hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Đặc biệt hơn nữa, nếu quý cô bác, anh chị vẫn còn thắc mắc, cần tư vấn giải đáp, thì quý cô bác, anh chị vui lòng để lại ngày, tháng, năm sinh âm lịch của mình xuống bên dưới video này. Minh Đường Tử Vi sẽ tư vấn và giải đáp cho quý cô bác, anh chị trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ xin mời quý cô bác, anh chị cùng đi tìm hiểu nội dung chính của ngày hôm nay. Sự thật chấn động về 7 dấu hiệu mà tuổi Canh Thân sinh năm 1980 là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, vận may liên tiếp ùn ùn kéo đến, tiền bạc chảy về như thác lũ, giàu nhất vùng thiên hạ. Đôi lời Minh Đường Tử Vi xin nhắn gửi đến anh chị tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Thưa quý anh chị, không phải câu chuyện nào cũng có chương kế tiếp. Đôi khi chương hiện tại chính là chương kết thúc của nó. Tuy có còn hơi dang dở hoặc giả nhân vật chính, tức là bạn cảm thấy không thật sự hài lòng với kết cục. Nhưng hết tức là hết, cũ mà không đi, đâu ra chỗ cho mới nó được về, nên không cần cố chấp hay nuối tiếc nhiều khi. Đôi lúc có những thứ được chú định dở dở dang dang, giản đơn là vậy. Cũng không phải lúc nào số phận cũng sẽ nhắc nhở bạn rằng sắp đến lúc quan trọng lắm, sắp tới bước ngoặt cuộc đời rồi, hoặc động viên bạn có lên bước chuyển ngay đây rồi. Cái mà chúng ta có thể là cứ thế mà làm, cứ thế mà bước, cứ thế mà đi, cứ thế mà tiến. Còn có đúng vận hay không, có được số phận ưu ái hay không thì hãy còn tùy vận may, tùy đoạn khúc của mỗi người. Khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, Canh Thân sinh năm 1980 là thời điểm rất thích hợp để đóng một vài cái cũ, đóng hẳn luôn, bắt đầu một vài cái mới hoàn toàn, đón một số điều tốt lành, may mắn sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình, gắn bó và đồng hành trong suốt những năm tháng sau này. Nên giờ là đoạn quan trọng để nắm lấy, tránh khỏi hối hận về sau, lại trách bản thân mình hớ hênh cơ hội, không nghiêm túc với cuộc đời. Bạn biết không, những nỗi sợ vô căn cứ sẽ khiến ta luẩn quẩn vào hai điều, hoặc ta sẽ tập trung nhớ nhung, nuối tiếc nhiều về quá khứ, hoặc ta sẽ ngồi lo lắng, sợ hãi về tương lai, dù là điều nào đi nữa cũng khiến ta mất tập trung vào những gì đang cần chú tâm ở hiện tại. Nỗi sợ không có thật, nó chỉ là một thứ sản phẩm do tâm trí tạo ra để ngăn cản ta đạt được điều gì đó thật sự trong cuộc sống của mình. Nên đừng để sự sợ hãi lấn át lý trí của bạn, hay quên mất rằng bạn đang thật sự muốn làm gì, phải làm gì, cần làm gì. Đã một thời gian dài bạn không có được sự thông thuận rồi, nay trong tháng 6 âm đến hết 2024, sự thuận lợi, hanh thông sẽ tới với Canh Thân. Vậy nên hãy tận dụng nó một cách xuất sắc, chắt chiêu từng giọt may mắn, xây lại một chút tựu thành, lấy đó mà tự chữa lành cho bản thân. Thêm tự tin lại vào chính mình, để lại tiếp tục con đường tìm kiếm sự thành công mà bạn đang đi bao lâu nay bạn nhé. Đừng bao giờ quên tại sao bạn lại bắt đầu, tại sao bạn lại đang ở vị trí hiện tại, yêu ai, ghét ai, thù ai, hận ai, tất cả những cảm xúc dù tiêu cực hay tích cực, là nỗi đau, nước mắt hay niềm vui, nụ cười, hãy coi nó là nhiên liệu thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết trong bạn mỗi ngày, và sau đấy lại kiên trì kỷ luật mà bước tiếp thôi bạn ạ. Mong bạn có một tháng 6 âm nhiều điều mới mẻ, may mắn, thuận lợi, hanh thông và tận dụng được hết những khả năng của bản thân, lẫn những cơ hội của cuộc đời. Đôi điều dành cho Canh Thân ở tương lai gần. Thường người ta sẽ bỏ cuộc ngay trước ngưỡng cửa của sự thành công,
đấy hay được coi là sự trớ trêu của số phận. Giáng một bước nữa, dậy một lần nữa, cố một xíu nữa, có khi lại đạt được điều mà mình mong mỏi. Buông tay là điều dễ làm, nó cũng có thể khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhàng trong thoáng chốc. Nhưng nhiều năm sau đấy lại khả năng nuối tiếc không ngừng, lòng thầm nhủ giá như lì thêm một tẹo, thì kết quả đã khác hơn chăng? Canh thân hãy cứ nhớ, cái gì ta đã chọn, vậy không có gì cần phải suy đi nghĩ lại, cái gì ta đã làm thì cứ cố chấp, bướng bỉnh mà theo đuổi đến cùng mà thôi. Vì thua cuộc có thể là do thời thế, nhưng bỏ cuộc thường lại chỉ do chính mình quyết định. Ta thua cuộc nhưng ta chưa từng bỏ cuộc. Và chỉ cần ta không lựa chọn bỏ cuộc, thì chắc chắn mọi thứ sẽ có đường để đi, cái ta mong sẽ có cơ hội để có thể hiện thực hóa. Cái trò đời thường không cho ai đạt được điều gì một cách dễ dàng cả. Muốn được yêu thương thì phải từng trải qua tổn thương, đau đớn. Muốn được phú quý thì phải trải qua cảm giác đói khổ, giật gấu vá vai. Mà muốn được an thân thì trước hết phải đổ mồ hôi, phải sôi nước mắt, phải cháy hết từng giọt sức lực của cơ thể. Động viên chính mình can trường vượt qua nghịch cảnh mỗi ngày. Giờ là lúc canh thân cần cố chấp hơn bao giờ hết, cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cần tin vào bản thân và sự bất phàm. Dù đó là một niềm tin vô căn cứ, cần chăm chỉ mà làm, cặm cụi mà bước, hiên ngang mà tiến, bất khuất mà chiến. Rồi sau đó để thành công của bạn cất lên tiếng nói thay cho bạn. Để tựu thành của bạn chiếu cho những kẻ bàn lùi hay những kẻ coi thường bạn sáng mắt hẳn ra, hoặc chiếu mù mắt chúng nó luôn cho thỏa cái sự ấm ức trong lòng bạn. Tháng 6 âm, tháng tốt của canh thân mới qua được 10 ngày, thời điểm cung trời đạo lợi, cửa vận hanh thông mở ra của canh thân là từ giờ cho đến hết 2025, vậy nên cứ yên tâm mà làm việc, chinh chiến và hiện thực hóa giấc mơ cuộc đời, là ngọc thạch hay thường vân, là gà vịt hay phượng điểu, suy cho cùng cũng chỉ khác nhau ở một ý niệm mà thôi. Canh thân, một trong những tệp cá nhân khó thành công nhất là những người lười, nhiều tham vọng, có mong muốn làm giàu, có ý chí làm lớn, có nhu cầu hưởng thụ, nhưng lại ngại cố gắng, ngại chăm chỉ, ngại vất vả ngược xuôi, kết quả là bao nhiêu năm họ vẫn giàu tham vọng, nhưng chân chẳng bước, thân chẳng tiến tới chút nào. Bên cạnh tệp này, còn có một tệp khác là những người nghĩ cuộc đời quá màu hồng, hoặc giả tính toán mọi thứ quá dễ dàng, rằng đường ta đi cứ việc đi là một đường về đích, hay câu chuyện cuộc đời mình sẽ là một ngoại lệ, thiếu đi những khúc chiết, những mỏi mệt như người thường, hậu quả là khi có biến cố, thường họ không kịp trở tay. Lại nói người tài giỏi trên đời này có rất nhiều và đôi khi sự phân chia tạo ra khác biệt là ở chỗ, thời điểm đối diện khó khăn ta sẽ lựa chọn như thế nào. Không phải ai cũng có khả năng chịu đựng áp lực, cũng không phải ai cũng có khả năng bình thản đứng dậy sau những cú ngã sâu cay của cuộc đời, là một canh thân. Ắt cuộc đời bạn sẽ nhiều khúc chiết như thế, lắm nẻo quanh co, muôn trùng thăng trầm lên xuống, vì trồng đại thụ cao lớn nó khác với việc trồng rau cỏ. Để thân to cây lớn, bóng mát tán rộng, cần lắm cả một quá trình gian nan, cần vô cùng nhiều sự dày công vun trồng. Nên đừng trách tại sao cuộc đời thử ta nhiều quá, hãy cứ mừng là thực tế ta luôn có đủ khả năng xử lý những nhọc nhằn, gian truân của đời mình. Cái chí mong cuộc sống viên mãn của bạn, tôi ví nó như việc trồng cây cổ thụ vậy, lại nói có những lỗi lầm là do bạn tạo nên, lại có những thua thiệt do người ngoài mang tới, cũng có những trắc trở do thời vận đôi phần, nhưng đừng phủ nhận một điều là do bạn chảnh mảng, mới khiến cho những sự không ra gì hoặc người không ra gì có cơ hội xuất hiện và ảnh hưởng đến cuộc đời bạn. Do bạn không nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, buông thả theo cảm xúc, sai hết những kế hoạch đã đề ra, vậy nên cái kết quả bạn phải chịu cứ tiên trách kỷ để đỡ lặp lại sau này. Một điều duy nhất tôi có thể khẳng định với bạn khi viết những dòng chữ này là thực ra bạn đã học đủ rồi, học ở đây không phải là trong trường lớp, mà là sự học trong trường đời, học từ những mất mát, từ những đau thương, từ những thất bại trong tài chính, cho đến những vỡ òa trong cảm xúc giữa người và người. Khi sự học đã đủ, đến khi nào bạn mới dùng những kiến thức mà mình có được, nghiêm túc mà xây dựng lại cuộc đời mình đây? Đừng chờ đến vận, vì thực tế vận đang ở đây rồi, cái bạn nên có là một sự khởi tâm, chuyển tâm, đổi tư duy để thay cảnh vật, con đường phía trước có thể nhiều chông gai, quá khứ sau lưng lại nhiều điều tiếc nuối, nhưng mong bạn tin tưởng vào chính bản thân và thật sự tận hưởng khoảng thời gian hiện tại, vì những trải nghiệm phong phú nhất, sâu sắc nhất trong một kiếp nhân sinh sẽ đến với bạn trong cái đoạn dựng xây lại mọi thứ này. Suy cho cùng, chúng ta sống không phải để tìm hiểu xem kiếp trước ta là ai hay chữa lành đau thương gì đó đâu bạn ạ. Chúng ta sống là để tạo ra phiên bản rực rỡ, hoàn mỹ nhất của chính mình từ từng nụ cười, giọt nước mắt hay những phút hạnh phúc thăng hoa. Nên đừng chìm trong chán nản bạn của tôi ạ, vì thực ra, hơi muộn một chút, mọi thứ với canh thân giờ mới thực sự bắt đầu. Quý vị thân mến, tuổi canh thân sinh năm 1980 mang nạp âm hành mộc, do can canh mạng kim, ghép với chi thân mạng kim, tạo nên một canh thân cứng rắn, sắc sảo, coi trọng danh dự, nhạy bén và thích tự lập.
Tuy người tuổi Canh Thân vốn thông minh nhưng lại không tỉ mỉ, đôi khi họ khá ích kỷ và chỉ quan tâm đến lợi ích tốt nhất cho bản thân mình. Năng lực của người tuổi Canh Thân có những đóng góp quan trọng đối với những người khác. Họ có thể hợp tác với người khác để cùng nhau kiếm tiền, nhưng đừng mong đợi sự trung thành từ họ trong một lợi ích chung. Những người thông minh khi hợp tác với người tuổi Canh Thân cần phải thật nhạy bén mới có thể kiểm soát được những chú khỉ ma lanh này. Những người tuổi Canh Thân thường tìm kiếm những thú vui mới lạ. Đối với họ, sống chung với sự đơn điệu đồng nghĩa với tự sát. Họ thích một cuộc sống sinh động, nhiều màu sắc. Những người tuổi Canh Thân thường là những người hay tò mò, thích tìm hiểu. Người tuổi Canh Thân có khuynh hướng ưa chuộng cuộc sống ồn ào, tấp nập nơi thành thị và không chịu được cảnh hiu quạnh, tẻ nhạt nơi thôn quê. Tuy nhiên, họ cũng sẽ là những người cha, người mẹ tuyệt vời với một lượng kiến thức rộng lớn. Họ là nguồn động lực giúp con cái phát triển. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông, tuổi Canh Thân nổi bật, thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Tuổi Canh Thân giỏi trong cách giao tiếp, ứng xử và thuyết phục người khác. Bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui, nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Những người tuổi Canh Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Tuy nhiên, một số người tuổi Canh Thân lại hay làm việc theo cảm hứng. Sự thiếu tập trung thường xuyên là điều khó tránh khỏi, đôi khi nó cũng kéo theo sự thiếu cẩn trọng, ảnh hưởng không tốt đến công việc. Nhưng nếu biết khơi gợi sự hứng thú đúng lúc, kết hợp với tinh thần không ngại khó khăn, thử thách, thì đây lại là một ưu điểm lớn của người tuổi Canh Thân. Tuổi Canh Thân mệnh mộc là những người hiền lành, ngay thẳng, được nhiều người yêu quý, kính trọng. Ngay từ khi trẻ tuổi, họ đã ham học hỏi và có nhiều ước mơ. Hoài bão, họ có kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực và luôn cố gắng phấn đấu để biến mơ ước của mình thành hiện thực. Tuổi Canh Thân mệnh mộc rất nghiêm túc và cẩn thận trong công việc. Trước khi làm điều gì đó, dù là lớn hay nhỏ, họ đều lập ra kế hoạch cụ thể, dùng óc phân tích nhạy bén để xác định mấu chốt vấn đề, tuyệt đối không dựa vào trực giác. Điều đó giúp người tuổi Canh Thân có những bước đi chắc chắn, chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp của mình. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Canh Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Đôi lúc, sự tự tin một cách thái quá khiến tuổi Canh Thân gặp nhiều rắc rối. Họ có thể chỉ ra một cách rõ ràng, chính xác những sai lầm của người khác, nhưng lại không thể tự mình nhìn ra lỗi lầm của mình. Hơn nữa, những người này có tính bảo thủ, ít khi lắng nghe lời nhận xét, khuyên nhủ của người khác. Tuổi Canh Thân thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy của mình bằng cách chắt lọc những thông tin cần thiết để học hỏi và tiếp thu. Hơn nữa, họ luôn lựa chọn những việc dễ làm, ít tốn sức mà đem lại cho mình thành công cao. Bởi vậy nhiều người cho rằng tuổi Canh Thân mưu trí, nhưng trong một số trường hợp họ rất khôn lỏi, không nghĩ cho người khác. Tuổi Canh Thân dù trong trường hợp nào cũng giữ được thái độ hòa hợp của mình với công việc và mọi người xung quanh. Khi cảm thấy tinh thần mệt mỏi, tuổi Canh Thân không bao giờ tỏ ra chán nản. Họ sẽ tạm ngưng công việc và nghỉ ngơi hợp lý để lấy lại tinh thần làm việc. Cũng bởi vậy mà sức khỏe của họ luôn ở trạng thái tốt nhất. Tuổi Canh Thân nghiêm túc với công việc và các mối quan hệ trong xã hội của mình. Nếu đã xác định được mục tiêu và tìm thấy cơ hội cho mình, họ toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp và xây dựng một niềm tin vào chiến thắng. Một ưu điểm dễ nhận thấy ở người tuổi Canh Thân nữa là sự nhạy cảm, tinh tế và có óc tưởng tượng, quan sát tốt. Bất kỳ sự việc nào trong cuộc sống cũng đều gợi sự tò mò đối với họ. Nếu trở thành nhà văn, họ sẽ có nhiều cơ hội trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, nhược điểm của họ là luôn thích dẫn đầu và thích người khác phải phục tùng mình. Nếu không sửa được tính xấu này, thì họ dễ bị người khác ghét bỏ, xa lánh và khó có được những cộng sự tốt. Do bản tính thông minh, tài giỏi, người thân cũng có lúc chủ quan, nên cuộc đời cũng phải gặp thất bại lớn. Bản chất tự nhiên của họ là tò mò, thích ghi điểm và thông minh, điều này giúp đưa họ đến thành công lớn. Thêm nữa, bạn có lúc quá coi trọng quan hệ với mọi người, thường đứng bên ngoài nói có tình có lý mà từ chối lập trường của người khác, vì thế mà làm mất đi con đường tài vận. Không nên quá tự tin, phải suy nghĩ kỹ, nghe lời khuyên giải, không nên làm mất tín nghĩa, nỗ lực cố gắng, như vậy sẽ giúp cho con đường tài vận thông suốt lúc bạn về già. Tuổi Thân có nhiều ưu điểm giúp họ làm việc thuận lợi hơn, đó là khả năng quan sát tinh tế, óc phân tích nhạy bén, chính xác, đứng trước bất kỳ khó khăn nào, họ cũng giữ được thái độ bình tĩnh, không hề run sợ hay chán nản.
Con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Canh Thân gặp nhiều may mắn, họ biết cách tận dụng, nắm bắt thời cơ để đạt được thành công. Khi làm việc, những người này rất tập trung, không có bất kỳ ai có thể làm họ dao động. Cuộc đời bạn, bạn muốn làm gì với nó cũng được thôi. Chỉ là nếu có khả năng thì tại sao không cố gắng? Nhân sinh vốn diệu kỳ, sao lại phải chịu đựng sự ảm đạm không vui? Với Canh Thân, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì. Cho đến hết 2025 sẽ là giai đoạn vàng cho sự ổn định cuộc đời của bạn, bao gồm tài chính, sự nghiệp, tình cảm và con cái. Nửa sau này hãy sống và làm những gì bạn muốn, theo đuổi ánh trăng hoàn mỹ mà bạn tìm, sống như một thạch lựu mộc nhưng biết đặt những gì mình mong mỏi. Truy cầu lên hàng đầu danh sách ưu tiên bạn nhé, gắng lên, hỡi những con người đang trọng đoạn vàng của sự dựng xây cuộc đời, chúc may mắn và có thể kiên tâm, kiên trì đến cùng. Trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, tổng quan tử vi tuổi Canh Thân khi có 7 dấu hiệu bạn là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Thứ hai, tử vi chi tiết về 4 phương diện của cuộc sống tuổi Canh Thân khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì. Thứ ba, tử vi chi tiết từng tháng trong dịp kịp cuối năm 2024. Và cuối cùng là lời Phật dạy nắm được bí quyết này, cuộc đời bạn sẽ thay đổi, giàu sang, hạnh phúc, ấm no đến cuối đời. Đầu tiên, xét tổng quan tử vi tuổi Canh Thân khi có 7 dấu hiệu bạn là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, năm Giáp Thìn. Theo tử vi tuổi Canh Thân khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, người tuổi Canh Thân có một khoảng thời gian bận rộn, tất bật, có thể sẽ rơi vào vòng xoáy tranh đấu, đấu đá nội bộ khá gay gắt, chưa cần biết ai hơn ai thiệt, chỉ thấy hiệu quả công việc giảm sút đáng kể. Thời điểm này, bản mệnh nên tập trung làm tốt công việc của mình, tiết chế cảm xúc sẽ hạn chế tình huống xấu xảy ra, tuyệt đối không tham gia vào các cuộc tranh đấu nội bộ kẻo hại thân. Tháng có thái âm chiếu mệnh, tài lộc của tuổi Canh Thân có dấu hiệu khởi sắc, tình hình kinh doanh, buôn bán ngày càng thuận lợi, nhưng ở mức độ vừa phải, chưa thực sự mạnh, kinh doanh, buôn bán khá suôn sẻ, nhưng tránh nghe lời rủ rê, ham giàu mà đầu tư mạo hiểm, không cân nhắc trước sau, có thể gây phá tài. Tháng chịu ảnh hưởng nhiều từ điếu khách hung tinh, khi đi ra ngoài bản mệnh nên cẩn thận, chú ý an toàn là trên hết. Ngoài ra, có âm sát hung tinh ảnh hưởng, chú ý họa huyết quang. Có dấu hiệu bệnh cũ tái phát, nếu cảm thấy cơ thể khó chịu, thay đổi thất thường, bạn cần đi khám kịp thời, phát hiện bệnh càng sớm chữa trị càng nhanh khỏi, tránh để lâu dài gây khó chữa. Trong tháng nhân duyên của tuổi này khá vượng, nhờ mộc dục cát tinh mang tới, cơ hội cải thiện tình cảm có nhiều, nhưng có thành công hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Với những anh chàng, cô nàng còn độc thân, mở lòng mình hơn, bỏ qua những buồn tuổi trong quá khứ, làm lại cuộc sống hạnh phúc và tươi đẹp hơn. Những người đã kết hôn, cần đặc biệt chú ý tới việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, vì có thể sẽ xuất hiện người thứ ba trong mối quan hệ của bạn. Tháng này, bạn cần mở rộng mối quan hệ, việc đi ăn cùng đối tác là điều khó tránh khỏi, tuy nhiên cần giữ khoảng cách, tránh gây ra hiểu lầm không đáng có, ảnh hưởng đến không khí gia đình đang ấm êm, hạnh phúc. Cẩm nang vượng vận tuổi Canh Thân mệnh thạch lựu mộc. Khẩu quyết, đào hoa quá vượng, có thể biến thành đào hoa dữ, đe dọa hạnh phúc gia đình. Quý nhân, Thìn, Hợi, tiểu nhân, Dậu, Tuất. Màu sắc may mắn, trắng, tím. Con số may mắn, 24, 58, 23. Tiếp theo sau đây là chi tiết từng phương diện của tuổi Canh Thân khi có 7 dấu hiệu bạn là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Tử vi sự nghiệp khi có 7 dấu hiệu bạn là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Thời gian tới sẽ có âm sát hung tinh nhập mệnh, dù tốn nhiều công sức chạy vạy ngược xuôi, vất vả trăm bề. Bởi thế tuổi Canh Thân khó lòng thoát khỏi vòng xoáy này, bản mệnh chỉ có thể tiết chế cảm xúc, hạn chế chuyện bao đồng để giảm mức độ bị ảnh hưởng mà thôi. Tháng này công việc của bạn chưa chắc đã nhận được thành quả như mình mong đợi, có thể bị kẻ khác hớt tay trên. Dù ít hay nhiều, khi tâm lý đấu đá, cạnh tranh đều ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, khó mà đạt được đến đỉnh cao được. Đã vậy, bản mệnh đối mặt với không ít sự cố xảy ra, đòi hỏi phải thật linh hoạt và bình tĩnh để xử lý. Lục đục nội bộ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đòi hỏi bạn cần tỉnh táo, bản lĩnh, đừng để bị dụ dỗ, lôi kéo vào trận chiến đó. Chính quan cho thấy, nếu làm tốt việc của mình, bạn sẽ không cần phải lo lắng tranh đoạt điều gì, có câu càng trên cao gió càng lớn, những ai đang giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo, cần hành sự thận trọng, chú ý lời ăn, tiếng nói của mình, tránh bị kẻ xấu hãm hại sau lưng, cần tỉnh táo khi sử dụng những người thân tín bên cạnh kẻo bị phản bội.
tử vi tài lộc. Đường tài lộc của tuổi Canh Thân có phần sáng sủa hơn khi mà tiền bạc đang dần sinh sôi nảy nở, thái âm cát tinh nhập mệnh, mang tới những may mắn nhất định về tài chính cho người tuổi Canh Thân. Khi có 7 dấu hiệu bạn là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, bản mệnh có thể sẽ thu được lợi nhuận cao nhờ phát triển công việc kinh doanh đúng hướng, nắm bắt được cơ hội hiếm có để tăng doanh thu, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Tuy nhiên, bạn cần biết nắm bắt kịp thời cơ, vì càng về cuối vận may càng giảm, tiền bỏ túi nhiều hay ít tùy thuộc phải những quyết định táo bạo và sự nỗ lực không ngừng của bản thân bạn là chính. Nếu đang nắm trong tay những hạng mục đầu tư liên quan đến đất đai, bất động sản, tuổi Canh Thân hoàn toàn tự tin khi tiến hành các giao dịch, tỷ lệ thành công khá cao, bạn thu về không ít lợi nhuận. Bên cạnh đó, bạn cũng nên cẩn trọng san tiền ra đầu tư, đừng đổ dồn về một chỗ kẻo trở tay không kịp. Luôn nhớ rằng, có âm sát hung tin ngấm ngầm gây ra những biến động về tài chính, đôi khi bạn giải quyết công việc theo cảm tính, dễ phạm sai lầm, nếu không hành sự thận trọng, suy tính kỹ càng, rất dễ rơi vào tình trạng tiền vào túi lại ra ngay, khó mà tích lũy được. Tử vi tình duyên. Khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, sẽ rất hứa hẹn với người tuổi Canh Thân nếu còn độc thân, sẽ được mộc dục thúc đào hoa, mang tới nhân duyên tốt lành, nhiều mối quan hệ hài hòa, tuy nhiên, mức độ chưa quá mạnh, có thể chỉ là thoáng qua, mang tới mối nhân duyên tốt, nhưng diễn biến tình cảm thế nào chưa ai nói trước được điều gì. Bạn hay bị lay động bởi lời ngon ngọt của đối phương, có thể mù quáng mà tưởng rằng những thứ na ná tình yêu là tình yêu đích thực của đời mình. Không chỉ bị lừa gạt tình cảm, mà mệnh chủ còn có nguy cơ bị lừa gạt của tiền bạc trong tháng này đấy. Trước khi tìm hiểu ai đó, bạn đừng vội nhầm tưởng hoặc vơ vào mình, đến lúc nhận ra sự thật phũ phàng lại thất vọng tràn trề. Gia đạo có chút bất ổn, đời sống hôn nhân thiếu sự quan tâm, chia sẻ, bản mệnh cần phải tìm cách giải tỏa áp lực tự nhiên, chứ không phải dùng cách giận cá chém thớt như vậy. Bên cạnh đó, ai cũng cần hạ cái tôi xuống, bình tĩnh, mở lòng nói chuyện với đối phương, đừng vì chưa hiểu rõ vấn đề mà đã làm chuyện bé xé ra to, kết quả lại chẳng đi đến đâu. Tử vi sức khỏe. Xem tử vi sức khỏe khi Canh Thân có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì cho thấy con giáp này đang gặp một số vấn đề nho nhỏ, không quá mức nghiêm trọng. Bản mệnh chịu áp lực lớn trong cuộc sống mà không nhanh chóng hóa giải được nên có thể sẽ dẫn đến tình trạng đau dạ dày. Đường tiêu hóa có vấn đề, bạn cần hạn chế giao lưu bên ngoài, rượu bia quá chén, đừng để tình trạng này kéo dài, gây ảnh hưởng đến nội tạng của bạn. Ngoài ra, trong khoảng thời gian tới bản mệnh chú ý đi lại thận trọng, tránh bị họa huyết quang hoặc tai nạn bất ngờ, bên cạnh đó nên chú trọng nghỉ ngơi điều độ. Con giáp này cũng cần phải cân bằng lịch làm việc của mình, nghỉ ngơi nhiều hơn để ổn định sức khỏe. Hàng ngày nên tập luyện thể dục, thể thao vừa sức, điều hòa khí huyết để nâng cao sức khỏe. Quý vị thân mến, nếu bỏ qua 4 điều sau đây, tháng tới này bạn sẽ hối tiếc đấy. Có nhiều người thường cầu xin thần Phật để được phúc báo, nhưng thực tế phúc báo đều là do tu dưỡng mà có. Nếu một người luôn có suy nghĩ tốt đẹp, tâm hướng thiện thì sẽ có một tương lai tốt đẹp. Còn nếu một người luôn có những suy nghĩ xấu và làm việc ác, thì có cầu phúc nhiều đến đâu cũng chẳng ích gì. 1. Sức mạnh của phúc báo. Vì mỗi người đều có những nhân duyên và tính khí khác nhau, nên phúc báo của con người ở thế gian cũng khác nhau. Có người có tiền bạc và nhà cửa, có người nổi tiếng, có người thì xinh đẹp, có người đắc được chính pháp, có người lại tu hành thành công. Đó đều là do con người gieo trồng ở kiếp trước, bởi vì nhân duyên, thói quen, hành vi khác nhau sẽ dẫn đến những phúc báo khác nhau. Nếu một người làm nhiều việc thiện, họ sẽ giống như một cây ăn quả, hạt giống sẽ lớn dần lên và kết quả là phúc báo sẽ vô tận. 2. Bắt đầu bằng một suy nghĩ tử tế. Con người phải học cách vun trồng phúc báo cho chính mình. Hãy bắt đầu từ một niệm thiện, tuy chỉ là một niệm, nhưng niệm này chính xác là hạt giống phúc báo trong tương lai. Hãy dùng sự quan tâm và kiên nhẫn của mình tưới mát cho nó lớn lên hàng ngày. Cuối cùng nó sẽ trở thành một cây đại thụ, nó sẽ tiếp tục nở hoa và kết trái. Đây là phúc báo liên tục của một người. Người ta thường than thở số phận không may mắn, làm việc gì cũng gặp trở ngại. Thực ra là do phúc báo không đủ, muốn cải biến vận mệnh của mình, trước tiên bạn phải thay đổi tâm thái của bản thân, thay đổi thái độ không muốn trả tiền, sợ mất mát, ích kỷ và thờ ơ, thích phàn nàn, tham lam và các vấn đề khác thì mới có một cuộc sống tốt đẹp và may mắn. 3. Đối xử không tốt với gia đình, làm tổn hại đến phúc báo. Chẳng hạn, một số người cố gắng tỏ ra rất tốt trước xã hội và trước mặt người lạ, nhưng khi về đến nhà lại nhìn vợ con, cha mẹ với thái độ cực kỳ không tốt. Những người như vậy sinh ra đã thấp kém, thực ra gia hiếu thảo với cha mẹ, đối xử tốt với vợ con là chính là đối xử tốt với chính mình.
Người như vậy cho dù trước đây có phúc báo nào đó cũng sẽ nhanh chóng bị người đó tiêu hao. Vì vậy, loại người này trong cuộc sống sẽ gặp nhiều vấn đề, mọi chuyện sẽ không suôn sẻ. Muốn thay đổi tình trạng này, chỉ có thể hiếu thảo với cha mẹ, đối xử tốt với vợ con. Phúc báo sẽ dần dần tích lũy vô hình. Khi một ngày bạn thấy mọi việc suôn sẻ, thì có nghĩa là phúc báo đã đến với bạn. 4. Phàn nàn sẽ mang lại bất hạnh. Có một kiểu người suốt ngày phàn nàn. Họ phàn nàn về cuộc sống, phàn nàn về công việc, phàn nàn người thân, bạn bè không tốt. Rồi cuối cùng phàn nàn về số phận của mình. Dường như không có thứ gì khiến họ hài lòng. Họ luôn có thể tìm ra lỗi lầm của người khác. Chỉ nhìn thấy cái sai của người khác mà hiếm khi nhìn vào lỗi lầm của chính mình. Những người như vậy dường như sống trong sự oán hận và suốt ngày cảm thấy đau khổ. Loại hành vi tâm lý này sẽ khiến khuôn mặt của họ về sau ngày càng trở nên xấu xa và khó nhìn. Đây chính là ý nghĩa của câu nói, tướng tùy tâm sinh. Vậy phúc báo đến từ đâu? Hãy ngừng phàn nàn. Phúc báo sẽ đến từ lòng biết ơn, bao dung và sự thiện lương của bạn trong cuộc sống. Bạn có thể dễ dàng để làm những việc thiện. Bạn có thể làm điều đó gần như ngay khi bạn ra ngoài. Chỉ cần một nụ cười tử tế cũng có thể thay đổi cuộc đời của ai đó. Hay chỉ đơn giản là nhường chỗ ngồi trên xe bus, nói nhiều lời biết ơn hơn, quyên góp một số tiền cho những người cần giúp đỡ, khiêm tốn và lịch sự với người khác. Những điều này có thể nuôi dưỡng phúc báo của chúng ta, mở rộng thế giới tâm linh của chúng ta và làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Quý vị thân mến, vậy là xem đến đây, quý cô bác, anh chị đã biết được vận mệnh của mình trong tháng 7 âm nên làm gì và không nên làm gì. Để sự nghiệp hanh thông, công việc thuận lợi, tài lộc ùn ùn kéo tới, giàu có nhất vùng thiên hạ rồi đúng không? Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý bản mệnh tháng mới gặp nhiều may mắn và bình an. Nếu quý anh chị thấy hữu ích, hãy đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi và nhấn vào biểu tượng quả chuông để được cập nhật những video hữu ích từ chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.